Các thủ ấn trong chai đàn thông dụng. Tay ấn cúng dường. Cúng dường chư Phật Bồ Tát. Tay ấn bình đẳng. Phật thuyết tất cả các chúng sinh đều bình đẳng. Tay ấn tối tốc tiệp vãng sinh. Ma song liên trì thủ ấn. Tối tốc tiệp vãng sinh tức là mau chóng được vãng sinh. Tay ấn siêu độ. Đấy là cầu siêu cho một ai đó. Siêu độ cho một ai đó.